Người chồng đi làm về có tài sản nên giao cho vợ cất giữ, quản lý. Vì trong nhà vợ chồng phải là một, phải một quỹ thôi, chứ chồng một quỹ, vợ một quỹ, rồi không ai biết ai tiêu thế nào, thì đấy nó không phải là gia đình, nó gọi là hai người góp gạo thổi cơm chung với nhau thôi. Còn gia đình nó phải là một, của chồng nhưng mà là công vợ, và nó phải là một. Và việc giải quyết tài chính trong gia đình ấy là vợ chồng phải thống nhất với nhau. Cho nên tất cả các cặp đôi đấy, hôm nọ chùa mình là 21 cặp đôi làm lễ hàng thuận, thì thầy đều phải dạy hết là ngay hôm nay về là vợ chồng phải bàn với nhau luôn, thống nhất kế hoạch chi tiêu tài chính, và phải có kế hoạch chi tiêu tài chính và nên minh bạch. Rất nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn với nhau chỉ vì tiền bạc này thôi, phải không? Anh đem lương về không nói hết cho tôi còn giấu đi đâu, phải không? Hay cô chi tiêu tiền này đi đâu, hay lại mang hết về cho đằng ngoại nhà cô. Rất nhiều thứ chuyện mâu thuẫn với nhau từ cái chuyện đó. Tiêu gì mà lắm thế đó. Cho nên vợ chồng nếu mà riêng cái, vì cái tài chính ấy, nó là cái mạch sống của cả nhà đó. Có tiền thì mới có ăn, mới sống, rồi mới nói chuyện gì thì nói chứ. Tiền mà lủng củng là sinh ra rất nhiều chuyện. Cho nên việc quản lý tài chính của một cái gia đình rất là quan trọng. Hai vợ chồng tuy lương không cao nhưng mà biết sống, biết chi tiêu, tính toán nó hợp lý, tằn tiện, thì gia đình vẫn an vui, vẫn có tiếng cười, vẫn có hạnh phúc được.